Website đào tạo Forex xin gửi đến nhà đầu tư mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Chúng tôi mong muốn rằng những chia sẻ trực tiếp này sẽ hỗ trợ cho nhà đầu tư trên con đường giao dịch của bản thân các bạn. Thì nhà đầu tư có thể thấy rõ những giao dịch trực tiếp ở trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Thì đây là một tài khoản chúng tôi đang sell cho nhà đầu tư thấy. Thì nhà đầu tư có thể thấy rõ các cái vùng sell đây. Thì tôi đang chỉ cho nhà đầu tư thấy. Thì vậy tôi hỏi nhà đầu tư, nếu mà một lệnh tôi đang sell ở cái vùng giá như vậy bây giờ dạ, với cả gì nhỉ, tài khoản khoảng tầm đang gì nhỉ, một lệnh đang 5 lot ở đây vùng giá 1257, thì nhà đầu tư thấy rõ là đến đây thì tôi ăn được bao nhiêu tiền ở trên thị trường. Thì nhà đầu tư nên nhớ rằng gì nhỉ, bản thân các bạn có chây được hay không mới là vấn đề thứ giá trị mà chúng ta cần phải nhìn nhận, cần phải đánh giá, chứ không phải là nhà là các bạn nói là quản lý vốn là như nào đấy. Tôi để đấy, các bạn thử nhẩm tính xem tài khoản này hiện nay tôi đang ăn được bao nhiêu. Tôi nói hẳn tôi đang ăn gần 1.000 đô trên lệnh ở trên thị trường của tài khoản này. Vậy thì các bạn có biết chơi hay là không thì là do mà bản thân các bạn cần phải nhìn nhận lại cả quá trình mà các bạn thả lệnh ở trên thị trường, chứ không phải là nhờ các bạn ăn hay không ăn thì các bạn phải quản lý vốn, phải ra vào lệnh như thế nào trên thị trường. Đây hoàn toàn là những giá trị khác hẳn khi các bạn tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này. Thì đấy, tôi chia sẻ nhà đầu tư thì cũng mong muốn rằng những giá trị giao dịch ở trên thị trường nhà đầu tư có thể thấy rõ các cái vấn đề ở trên thị trường. Thì các bạn muốn giao dịch được thành công thế nào ở trên thị trường thì bản thân các bạn phải thấy rõ được những lịch sử giao dịch của thầy của các bạn và gì nhỉ, lý do tại làm sao các bạn không giao dịch được ở trên thị trường này, thì các bạn phải nhìn nhận, phải đánh giá được, chứ không phải anh nhỉ các bạn ra ngoài các bạn lao vào thị trường như một thằng điên ở trên thị trường rồi các bạn không cần biết đâu là gì nhỉ giới hạn của bản thân các bạn, năng lực các bạn có thể chơi được hay không là phụ thuộc vào năng lực của bản thân các bạn, chứ không phải là gì nhỉ do bản thân chúng ta trên thị trường chúng ta đánh thế này hay thế kia. Thì đây tôi xin cắt đi, tôi ăn được gần 1.000 nha, xin đó chia sẻ nhà đầu tư. Thì bản thân các bạn cần phải nhìn nhận lại cả quá trình của các bạn trên thị trường này, chứ không phải mấy các bạn thích là các bạn lao vào trong thị trường xong rồi các bạn ăn hay không ăn được. Đến giờ tôi nói hẳn cả các bạn, tôi ăn được khoảng 1.200, nó cắt đi đó. Các bạn có đánh được hay không là do các bạn, chứ không phải là do gì nhỉ, do bất kỳ ai. Các bạn hiểu rõ thì các bạn tồn tại, các bạn không hiểu rõ thì các bạn không tồn tại trên thị trường này. Tôi xin stop ở đây để tôi show cho các bạn thêm vài tài khoản nữa. Bản thân tôi đang trade ở trên những tài khoản đấy, xem tôi đem về lợi nhuận như thế nào trên những cái điểm mà tôi hiểu rõ để tôi ra vào ở trên thị trường. Website đào tạo Forex xin chân thành cảm ơn nhà đầu tư.